quay trở lại Phố Hưng TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn vườn cây của tớ. Đây là quả cà chua bi giống này. Anh em tớ vừa mới xin nó về được. Bây giờ tớ sẽ lấy hạt của cà chua này và trồng xuống và lên một cây có quả cà chua như này cho các bạn xem nhé. Bỏ vụt. Hả? Đấy. Hạt đâu? Nơi hạt của nó đây này. Bây giờ tớ sẽ vùi xuống cho các bạn xem. Có hạt đây này. Các bạn ơi, đây là quả cà chua tớ trồng mà nó lên thành cây rồi này. Nó lớn một chút nữa thì tớ sẽ đem đi trồng nhé. Đây là cây cà chua ở tập trước này. Bây giờ tớ sẽ trồng nó ra để cho nó lớn. Nếu các bạn muốn có một khu vườn đẹp như tớ thì các bạn phải chăm chỉ tưới cây vào buổi sáng nhé. Có hóa chất gì hết.
các bạn nhìn thấy sản phẩm của tớ có tươi ngon không? Tớ đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày vui. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm thêm nhiều video khác nhé.